Ngay trong lễ khai mạc, người dẫn chương trình, nữ diễn viên Camille Cotin đã nhấn mạnh, từ nay, Cannes sẽ chấm dứt những lời đề nghị làm việc trong khách sạn, những buổi làm đêm riêng tư, cùng với lời kêu gọi cho một luật mới được thông qua cho tội quấy rối tình dục. Cannes 2024 chính thức là liên hoan phim đầu tiên trên toàn cầu mà nạn quấy rối tình dục được nhắc đến. Nó thực sự tạo nên một làn sóng, một cú hích, đặc biệt là cho những người bảo thủ, chống lại quyền được lên tiếng, nhưng thực chất thì nó là điều mà chúng ta đều biết. Trước kia chỉ không nói đến thôi. Ở đây chúng ta nói đến trong ngành điện ảnh, nhưng nó tồn tại ở mọi lĩnh vực. Việc đưa ra ánh sáng này rất cần thiết. Nó là tiếng nói cần thiết cho xã hội. Cách đây 7 năm, quấy rối tình dục trong ngành điện ảnh lần đầu tiên được nhắc đến cùng với phong trào Me Too. Nhiều tên tuổi lớn của điện ảnh Mỹ và Pháp đã bị cáo buộc với tội danh quấy rối tình dục. Năm 2023, tại lễ trao giải SIGA của Viện Hàn Lâm Điện ảnh Pháp, diễn viên Judith Koresh, người chia sẻ đã từng là nạn nhân từ năm 16 tuổi, lên tiếng kêu gọi các đồng nghiệp cùng cảnh ngộ, không được tiếp tục im lặng. Cùng với lời kêu gọi của mình, một tác phẩm phim ngắn cùng đề tài này đã được Judith Koresh trình chiếu tại Cannes. Ở Kazakhstan vừa thông qua luật mới về chống bạo hành gia đình. Phụ nữ Kazakhstan chúng tôi đã ký và rất ủng hộ cho đạo luật bảo vệ phụ nữ này. Gần 150 nghệ sĩ nổi tiếng đã ký vào bản kiến nghị cần phải có luật nghiêm khắc cho tội danh này ở lĩnh vực mà ai cũng nghĩ là chỉ tồn tại những vẻ đẹp. Giới làm phim Pháp cho rằng đây là một động thái quan trọng của ngành công nghiệp điện ảnh. Nó cũng chỉ ra rằng Cannes không chỉ là một liên hoan phim mà còn là nơi mà những vấn đề xã hội và nữ quyền được tôn trọng. Chắc chắn rằng quấy rối tình dục không chỉ diễn ra trong giới điện ảnh, nhưng những nghệ sĩ làm phim trên toàn thế giới là những người đầu tiên vén tấm màn bí mật và có thái độ với nó một cách quyết liệt. Lần này nữa tại Cannes, quấy rối tình dục lại được nói đến với một thái độ quyết liệt hơn nữa. Nguyễn My Linh, phóng viên của Truyền hình Việt Nam, đưa tin từ Cannes, Cộng hòa Pháp.